Xin chào tất cả các bạn nữ tại Happyland. Rồi nhân ngày 20 tháng 10 thì các bạn nam đang có một bất ngờ dành cho các bạn. Các bạn hãy đón xem nhé. Go. Cầm đồ đi con. Cầm giúp em mấy cái này cột đi dài lại với. Cảm ơn nha. Không cần mang giày cao gót, không cần phân son cầu kỳ, mà khiến anh nằm mơ em đêm ngày. Bên cạnh em bình yên quá, em chỉ muốn say mãi trong làn tóc. Nhân ngày 20 tháng 10 thì chúng ta không thể nào thiếu được những lời chúc được. Chúng ta cùng đến với lời chúc của anh Vĩ, tổng giám đốc công ty và các chi nhánh khác của Happyland nhé. Let's go. Dạ, xin chào anh Vĩ. Dạ, nhân ngày 20 tháng 10 thì anh không biết có thể nào dành những lời chúc gì đến các bạn nữ của công ty Happyland không ạ? À, nhân dịp 20 tháng 10 thì anh cũng đại diện cho các bạn nam Happyland kính chúc cho các chị em một cái dịp lễ thật là nhiều niềm vui, mạnh khỏe, đặc biệt là các chị em phải là những cái nhân sự nòng cốt, cốt lõi để giúp cho công ty phát triển vượt bậc. Thì cũng nhân dịp lễ này thì cũng kính chúc cho các chị em và gia đình có một cái ngày lễ thật trọn vẹn, nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Dạ, yeah, cảm ơn anh ạ. Ok, yeah. Cảm ơn anh. Nhân ngày 20 tháng 10 năm nay thì chi nhánh Hải Châu chúc các chị em phụ nữ của HV thì ngày càng xinh đẹp, trẻ khỏe, năng động và luôn được các đồng nghiệp nam Happyland yêu mến. Chi nhánh Hải Châu chúc chị em 20 tháng 10 vui vẻ. Okay, nhân ngày 20 10 thì mình cũng xin chúc chị em của Happyland ngày càng sắc sảo, ngày càng thành công và luôn luôn là những người xinh đẹp nhất. Anh em Sơn trà chúc chị em Happyland những điều tuyệt vời nhất. Xin chào mọi người, nhân dịp ngày 20 tháng 10, anh em chi nhánh Happyland Hòa Xuân xin chúc các chị em Happyland. Ai luôn có buồn thì sớm có buồn, ai có buồn rồi thì có thêm buồn. Chào toàn thể các chị em Javier. Thì mình là Pháp, đại diện chi nhánh của Hùng Sơn cùng toàn thể các anh em nam của chi nhánh gửi lời cảm ơn đến tất cả chị em đã có những cống hiến của mình trong suốt thời gian qua. Thì nhân ngày 20 tháng 10, các anh em cũng gửi lời chúc tới tất cả các chị em Javier thật là xinh đẹp, mạnh khỏe và luôn tràn đầy niềm vui trong ngày 20 tháng 10. Chúc mừng 20 tháng 10! Nhân ngày 20 tháng 10, mình xin thay mặt phòng kinh doanh và tất cả anh em hội sở thì xin chúc các chị em có một ngày 20 10 thật nhiều ý nghĩa, nhiều niềm vui, nhận được nhiều quà. Chúc chị em luôn luôn tươi cười và mạnh khỏe. Nhân ngày 20 tháng 10, anh em hội sở chúc chị em có một ngày thật nhiều sự vui vẻ. Mình đi kiểu chưa? Ví dụ mà phải làm như thế này, thôi mày đi về kêu mày nghe cắt đi. Nghĩ là vậy là xong ư? Chưa đâu. Thì anh cũng suýt nữa quên, anh còn một cái vài câu chúc chúc cho các chị em nhân ngày 20 tháng 10. Thì nhân ngày 20 tháng 10 thì anh xin chúc cho các bạn nữ hay ăn chống béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như heo.